Có lẽ những bông tuyết tuyệt đẹp trên các thước phim hay tranh ảnh chẳng còn xa lạ gì với mọi người rồi nhỉ? Liệu bạn có biết nó được hình thành như thế nào không? Các bông hoa tuyết bắt đầu xuất hiện khi một giọt nước đóng băng xung quanh phấn hoa hoặc một hạt bụi trong không khí, tạo ra một tinh thể băng. Sau đó, thêm nhiều phân tử nước rơi trên tinh thể băng, tạo thành hình lục giác với các cánh chìa ra 6 hướng. Các tinh thể băng cấu thành hoa tuyết có tính đối xứng, vì chúng phản ánh trật tự bên trong của các phân tử nước khi tự sắp xếp trong không gian định trước để tạo thành hoa tuyết. Hình dạng của bông hoa tuyết được tạo ra, phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm. Các tinh thể băng dài, giống chiếc kim hình thành ở nhiệt độ ấm hơn một chút như -5°C, trong khi các bông hoa tuyết hình thành ở nhiệt độ lạnh hơn như -15°C lại sở hữu hình dạng phẳng và tròn hơn.